Meta đây, Meta lại quay trở lại với các bạn trong cái trải nghiệm 30 ngày với nước ép cần tây. Và hôm nay là ngày trải nghiệm thứ 17 đã ho. Thì các bạn theo dõi 16 tập trôi qua rồi đó, thì Meta nhận được cũng khá là nhiều chuyển biến tích cực đấy. Mặc dù mình là một người đã dùng nước ép rau xanh rất là nhiều năm và mình cũng ăn rất là nhiều rau xanh rất là nhiều năm, nhưng mà mình vẫn có những cái phản ứng không mong muốn, như nổi mụn là bây giờ nó biến mất hết rồi. Và mình lại nhận được những cái điều khá là tích cực, như là da được mềm hơn, được cải thiện khá là nhiều, và tóc là mọc lên, ít rụng tóc, nhìn ở dưới nhà không thấy tóc rụng là mình rất là vui rồi. Mặc dù tóc mình đã được mọc lại sau rất là nhiều năm miệt mài làm nghiên cứu, xây đắm và ăn uống thiếu điều độ và thiếu dưỡng chất vitamin, tóc rụng gần như là hói đầu. Mẹ mình cứ bảo học học hoài, làm hoài, còn có mấy sợi tóc, nhưng mà sau đó đã mọc lên. Mẹ mình và em mình cũng bảo ui, tóc đã mọc lại rồi. Và hôm nay thì thật sự ra happy hơn nữa, bởi vì nó ít rụng hơn mà lại mọc thêm nhiều tóc con nè. Hồi sáng đi thức dậy chải đầu thấy tóc nó mọc ra khá là nhiều tóc con, mình cảm thấy rất là vui vì những cái trải nghiệm này. Và trong cái trải nghiệm này các bạn cũng thấy đó, đợt trước á là cái dịch âm đạo mình chảy ra rất là nhiều, rồi nước tiểu rất là hôi kinh khủng lắm, nhưng là hôm nay rất là ok, rất là tuyệt vời, người rất là thơm tho, tuyệt vời lắm. Đó. Thì mỗi ngày trôi qua đọc những cái comment của các bạn trên Facebook và YouTube, Meta cũng rất là hạnh phúc lắm. Các bạn là người thì giảm được mỡ thừa, người thì ăn ngon hơn, người thì giảm được chứng đau dạ dày, người thì ngủ say hơn, tốt hơn, người thì là đặc biệt là vấn đề về da. Vấn đề về da là mọi người đều cho rằng là da được cải thiện rất là đáng kể, rất là đáng kể. Không có người huyết áp thấp mà cho rằng là bị giảm huyết áp. Chỉ có một số trường hợp các bạn là bảo uống và bị giảm huyết áp đó, mình không rõ nguyên nhân là bạn như thế nào, nhưng mà hầu hết những cái người, kể cả trải nghiệm trên bạn Meta, Meta là người thuộc tiếp huyết áp thấp, nhưng mình không có bị giảm huyết áp gì hết trơn á. Mình rất là bình thường, khỏe mạnh là bình thường ha. Và tiếp tục cuộc hành trình đó thì hôm nay Meta lại ép nước uống và ép cho hai người bạn của mình. Sau đó thì Meta trả lời những cái câu hỏi của các bạn là liên quan đến cái việc trải nghiệm nước ép cần tây 30 ngày trên kênh YouTube ngày hôm qua của các bạn nói gì nhá. Các bạn nhớ đón xem ha. Và đây là bạn máy ép của Meta, tiếp tục cuộc hành trình. Cần tây Meta cũng đã được cắt rửa sạch sẽ rồi. Cắt rửa sạch sẽ rồi và từ tối ngày hôm trước, và bây giờ thì chỉ việc bỏ vô và ép thôi. Meta cắt là để trong tủ mát các bạn ha. Em một chút xíu là xong thôi, máy ép này nhanh cực trời các bạn nhé. Hôm qua là một ngày Meta uống toàn cần tây, bởi vì ngày hôm qua bận quá không có thời gian để chuẩn bị nhiều, cho nên buổi sáng ép luôn. Xong rồi, trời ơi quá là nhanh. Cho đến bây giờ thì Meta vẫn rất là hạnh phúc với chiếc máy ép này khi ép cần tây. Vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Đây là phần của bạn Meta đây. Đó, đây là 400ml nước ép cần tây. 400ml nước ép cần tây. Yeah. Ngon quá. Trời ơi, ngon quá trời ngon luôn. Meta sẽ phân vào lọ cho các bạn của mình. Hôm qua các bạn biết không, Meta đọc một cái comment của một cái anh tên là Nguyễn Xuân Điền hay Nguyễn Điền Xuân gì đấy. Trời ơi, Meta hạnh phúc vô cùng ấy. Anh ta có trải nghiệm cùng với Meta uống nước ép cần tây và anh ta thu nhận được những cái chuyển biến tích cực mà mình vô cùng hạnh phúc. Một trong những cái chuyển biến đó là anh ta giảm thèm hút thuốc lá. Trời ơi, hạnh phúc lắm, bởi vì Meta là không thích người hút thuốc. Có một cái cách mà để giảm thiểu hút thuốc lá là Meta hạnh phúc luôn ấy. Đã ha, mời các bạn uống tiếp. Ừ.
Đầu tiên là chị Cúc Nguyễn chứ không phải là chị Quỳnh Thu như mọi khi mà Mita thấy nữa. Ở video 276 ngày thứ 10 trải nghiệm với nước ép cần tây, chị Cúc Nguyễn bảo rằng là chị mua cần tây hôm nay rồi nha. Chị không hiểu các loại men, lên men củ cải trắng, cà rốt, bắp cải, chao sao chị để lâu ăn ngon hơn lúc mới sau 7 ngày. Thông thường thì ngược lại đó Mita. Mita không biết, nhưng mà theo mọi điều kiện nhiệt độ, như nó nắng nóng quá thì để càng lâu ăn nó không có ngon, mà điều kiện nhiệt độ mà nó mát mát lạnh lạnh thì để lâu nó mới lên men đủ, thì có khi là do cái điều kiện nhiệt độ không. Có một bạn khác bảo ui nhìn cô uống ngon quá. Dạ ngon lắm con ơi. Ở video ngày số 2 uống nước ép cần tây thì có một bạn nhắn rằng là có ảnh hưởng gì đến khung giờ nhịn ăn gián đoạn không? Bạn ơi, bạn hãy theo dõi thêm kỹ cái bộ nhịn ăn gián đoạn và mục tiêu cuộc sống của bạn như thế nào bạn nhé. Cô Trình Nguyễn ở video là 275 ngày thứ 9 trải nghiệm với nước ép cần tây thì cô Trình Nguyễn comment như thế này: 3 ngày đầu cô ói gần chết, ngày thứ 4 cô uống gấp đôi, riết hết ói lại ghiền, uống lại căn bản. Cô có một cái trải nghiệm, các bạn nào tham khảo thêm nào. Bạn Lê Hoài Giang thì hỏi: chị ơi, em uống nước ép khổ qua bị cho bệnh tiểu đường, vậy phân bổ thời gian thì nào hợp lý khi uống cần tây, uống sau khi uống nước sợ mai khổ qua được không em? Uống được chị, kiểu dạ dày bụng rỗng là được rồi, chị uống chút nào trong ngày á cũng có thể acceptable hết, không gặp vấn đề gì ha. Thì tuy nhiên là trong cái trải nghiệm của em là trải nghiệm để kiểm tra lại cái việc đó, uống lúc bụng dạ dày còn rỗng lúc buổi sáng thì có hiệu quả như thế nào. Chị muốn uống thì nó sẽ ở giờ khác, không vấn đề gì đâu. Bạn Nguyễn Ninh thì bạn hỏi là mình không muốn giảm cân thì uống nước ép cần tây như thế nào. Bạn ơi, bạn Nguyễn Ninh nên dành thời gian xem hết những bộ video về nước ép cần tây Mita và những người bạn đã trải nghiệm thì bạn sẽ đưa ra quyết định của mình nhé. Hôm nay là kết thúc lại ở đây, mà chỉ có chừng đó thôi. Hôm nay chỉ các bạn hỏi không có nhiều, và mình lại tiếp tục uống nước cần tây và trải nghiệm coi nó ngon như thế nào. Trời ơi, ngon quá. Ngon quá. Mình thấy từng ngụm nó xanh mát mà nó đã rồi đã. Ngon quá các bạn ơi. Rất là ngon. Và đây là ngày thứ 17. Mita xem chuyện gì sẽ xảy ra ở ngày thứ 30. Các bạn nhớ đón xem nha. Và hôm nay video đã kết thúc lại đây. Xin chào tạm biệt các bạn. Và các bạn nhớ đón xem những cái tập tiếp theo hen. Chúc các bạn một ngày an lành, hạnh phúc và tràn đầy những năng lượng tích cực. Bye bye. Nếu các bạn là người mới đến, hãy nhấn nút đăng ký, nhấn luôn cái chuông bên cạnh đó. Mita sớm quay trở lại với các bạn trong những video vô cùng tuyệt vời, giúp các bạn nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu bạn quan tâm đến cần tây có lợi cho sức khỏe như thế nào, và cũng như là có những điều không mong muốn xảy ra trong quá trình dùng nước ép cần tây, thì hãy dành thời gian xem hết một bộ video trải nghiệm của Mita và cũng như những người bạn. Trong những bộ video đó, Mita có tâm sự rất là nhiều những cái điều mà những người bạn khác gặp phải và Mita gặp phải, để các bạn có những cái nhìn tổng quan hơn và các bạn bớt sợ hãi, thực hành tốt hơn và có nhiều diễn biến tích cực trong tương lai các bạn nhé. Bye bye.